Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022 sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Hôm nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng. Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh có nhiều chỉ đạo tâm huyết để toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt các nghị quyết, đề án, chương trình đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kêu gọi người dân cùng hành động để có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả. Cần Thơ nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu, phấn đấu trở thành đầu mối quan trọng trong hệ thống dịch vụ logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, hôm nay 26 tháng 4, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị khóa 13 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết, đề án chương trình của Thành ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong thời gian một ngày, các báo cáo viên trình bày nội dung Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị khóa 13 về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch số 77 của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa. Chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Cùng với 7 nghị quyết, 6 chương trình, 5 đề án của Thành ủy nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14. Nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chương trình, đề án của Thành ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14 vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố nhanh và bền vững, thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chương trình, đề án của Thành ủy hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố cần tập trung lãnh đạo, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Về việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt các nghị quyết, chương trình, đề án, thì tôi đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cái công tác tiếp tục được quán triệt và đặc biệt là tuyên truyền trong nhân dân quần chúng. Vấn đề thứ hai là sau hội nghị ngày hôm nay thì tôi đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố thì cần chủ động và khẩn trương xây dựng các cái chương trình kế hoạch để thực hiện các cái nghị quyết, các chương trình, các đề án của mình và cả cái nghị quyết số 06 của chính trị để phù hợp với lại đặc điểm tình hình của từng địa phương, của từng ngành, phù hợp với chức năng nhiệm vụ cũng như là các cái nhiệm vụ các đồng chí đã được giao, tránh cái sự chồng chéo, được đảm bảo cái sự đồng bộ cũng như phát huy tối đa cái hiệu quả trong cái việc triển khai thực hiện. Cùng với đó là cái quá trình giám sát, đôn đốc và triển khai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì hệ thống giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển chưa tương xứng với đà phát triển của khu vực. Việc thiếu các trung tâm logistics trọng điểm nên hàng hóa ở đây phải chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu đi các nước, khiến cho hoạt động xuất khẩu nông sản bị kìm hãm trong suốt thời gian dài. Là trung tâm của vùng, Cần Thơ đã và đang nỗ lực phát huy vai trò đầu tàu, trong đó việc xây dựng và phát triển logistics được đặt lên hàng đầu. Nhiều năm qua, thực trạng về logistics ở đồng bằng sông Cửu Long đã được chính phủ và lãnh đạo các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long nhìn thấy. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1012 về quy hoạch phát triển hệ thống logistics ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó quy hoạch thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Bộ Công Thương đã thống nhất quy hoạch trung tâm logistics hạng 2 ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 242 hectare nằm cạnh cảng Cái Cui hiện nay.
khi trung tâm đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển lưu thông hàng hóa của thành phố và các tỉnh lân cận. Trung tâm kết nối thuận tiện với các hệ thống giao thông vận tải, bám sát được kết cấu hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải. Trước mắt là các trục giao thông đường bộ và tương lai là hệ thống đường sắt. Thông qua cái chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ cho chúng ta là thực hiện cái dự án KSB về phát triển cái logistics, thì đơn vị cũng đã khảo sát nắm bắt cái tình hình phát triển logistics ở Cần Thơ và cũng để tư vấn cho thành phố Cần Thơ và cái để thu hút đầu tư và kết nối các cái doanh nghiệp của Hàn Quốc nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung để làm sao là giới thiệu rồi đầu tư. Thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Cần Thơ đã triển khai đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, xác định mục tiêu cụ thể về logistics và vận tải là thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng logistics, nâng cao hiệu quả kết nối giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh thành trong vùng, cả nước và quốc tế, giảm chi phí logistics từ 10% đến 40%. Đồng thời thực hiện kế hoạch số 163 đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm logistics hàng không tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm nâng cao lưu lượng hàng hóa thông qua đường hàng không. Trong kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics của Cần Thơ cũng nêu rõ, sẽ tập trung thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng logistics nhằm phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược của thành phố, phấn đấu xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đầu mối quan trọng trong hệ thống dịch vụ logistics của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước. Phát triển dịch vụ logistics cần tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp logistics, khuyến khích thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy, các doanh nghiệp phải đồng lòng và quyết tâm và cần có cơ chế phối hợp với sự chủ trì của chính quyền thành phố. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi vẫn có những cái hàng hóa vận chuyển qua các cảng bạn, qua các dịch vụ lẫn nhau. Ngay cả Tân Cảng cũng đang sử dụng cái cầu cảng cũng như là container tại cảng Cần Thơ. Chúng tôi đều có sự kết hợp, nhưng mà trước đây thì cái sự kết hợp này nó chưa có rõ nét. Và chúng ta phải làm rõ nét hơn và chúng ta phải đưa ra những cái một cái cơ chế phối hợp nó rõ ràng hơn. Nó đem lại lợi ích cả đôi bên, không phải giữa các đối tác với nhau, mà chính sự phối hợp này nó sẽ đem lại cái lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi đang nỗ lực để phối hợp với lại các hãng tàu, với lại các công ty logistics, với lại các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực, để cho các hãng tàu mở một cái trung tâm phân phối container rỗng tại Cần Thơ nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, và từ đấy hàng hóa xuất nhập khẩu của đồng bằng sông Cửu Long được giao nhận tại cảng Cái Cui và các cảng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, và các hãng tàu sẽ phát hành vật đơn tại đây để giảm được cái chi phí cho các khách hàng tại đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, ngoài trung tâm logistics hạng 2 tại quận Cái Răng đang định hình, thì trong tương lai sẽ xây dựng thêm trung tâm logistics hàng không nằm cạnh sân bay quốc tế Cần Thơ và một trung tâm logistics ở khu vực quận Thốt Nốt. Qua đó, giúp Cần Thơ có một hệ thống hậu cần phát triển tốt để thu hút hàng hóa từ các tỉnh đến thành phố để xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp và tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics ở đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông nghiệp Nông thôn tổ chức cuộc họp triển khai quy trình kỹ thuật canh tác lúa giảm chi phí và nâng cao hiệu quả tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, chủ trì cuộc họp. Mục tiêu của việc triển khai quy trình kỹ thuật này là nhằm giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả về nhiều mặt. Theo đó, các công đoạn làm đất và chuẩn bị đồng ruộng, chuẩn bị hạt giống, phân bón, quản lý nước tiết kiệm hiệu quả, quản lý dịch hại, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch sẽ là nền tảng được áp dụng cho các tổ chức cá nhân sản xuất lúa tại các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Tại cuộc họp, đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh thành phố trong vùng đã trao đổi đề xuất các giải pháp để quy trình kỹ thuật canh tác được hoàn thiện hơn. Cũng trong sáng nay 26 tháng 4, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho gần 100 cán bộ hội.
Trong 3 ngày, các hội viên được nghiên cứu các nội dung như tổ chức kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã, xây dựng thương hiệu nông sản, phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, phương pháp vận động, hướng dẫn lập sổ theo dõi các loại phí, quỹ và nghiệp vụ quản lý vốn dây, phát dây từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Vai trò của nông dân tham gia phòng chống tệ nạn xã hội trong tình hình mới, vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội viên còn được triển khai nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Qua lớp tập huấn giúp cán bộ hội nắm vững nghiệp vụ tổ chức các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, chủ động nắm bắt yêu cầu công việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức hội nông dân ngày càng vững mạnh. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát động, đảm bảo thiết thực hiệu quả và tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn chủ đề quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn với mục đích nâng cao hiểu biết trách nhiệm, sự tham gia cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời kêu gọi người dân cùng hành động để người dân có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh. Lễ phát động và hưởng ứng được diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như 30 tháng 4 và 1 tháng 5 hoặc các dịp lễ hội của địa phương. Huyện Thới Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết số 04 năm 2021 của huyện ủy về tăng cường chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2020-2025. Hai năm qua, huyện Thới Lai thực hiện tốt việc hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, như hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo với hơn 20.600 thẻ, số tiền trên 9 tỷ 330 triệu đồng. Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho gần 2.700 em, trị giá 1 tỷ 259 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền gần 4 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, xây dựng và bàn giao 297 căn nhà cho hộ khó khăn, số tiền hơn 16 tỷ đồng. Giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, lũy kế có 564 hộ với tổng số tiền hơn 18 tỷ 700 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ này mà đến cuối năm 2021, toàn huyện còn 293 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,99%, 1.905 hộ cận nghèo tỷ lệ 6,45%. Chiều ngày 25 tháng 4, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ tổ chức Đại hội Hội viên nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hội viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ hội. Đặc biệt, nhận thức chính trị của hội viên ngày càng được nâng cao, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Hội còn tham gia hiệu quả vào công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đoàn thể xã hội, vận động được gần 3 tỷ 500 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch, góp vào các hoạt động an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội. Đại hội thống nhất mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 với 10 chỉ tiêu cơ bản, bầu ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Bệnh viện nhiệm kỳ mới với 3 thành viên. Ông Chu Văn Dinh, Phó Giám đốc phụ trách bệnh viện, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội. Đại hội cũng bầu một đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Cựu chiến binh quận Ninh Kiều lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý khán giả, sinh thời, Bác Hồ luôn thể hiện lòng kính trọng và sự tin cậy đối với người cao tuổi. Theo Bác, đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão góp sức, nước bị mất, phụ lão cứu, nước suy sụp, phụ lão phù trì.
Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác, cán bộ hội viên người cao tuổi xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền đã và đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ những hạt nhân làm theo lời Bác, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ông Phạm Minh Quảng ở ấp Nhân Thành, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, dù năm nay đã 86 tuổi, nhưng vẫn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong cuộc sống, ông luôn quan niệm, còn sức thì còn cống hiến, với mong muốn góp phần xây dựng quê hương ngày một thêm tươi đẹp. Khi địa phương phát động phong trào trồng qua 10 giờ làm đẹp tuyến đường trong ấp, ông liền xung phong đi đầu. Phần đất của ông dài 60 mét, khi nhà làm đường bê tông rộng 4 mét còn phần vỉa hè, ông tự trồng qua và chăm sóc để làm đẹp cảnh quan môi trường. Bác Hồ đã dạy chúng ta đoàn kết, đại đoàn kết và học theo gương Bác Hồ. Cái gì tốt thì mình cứ phát huy và mình làm cho quần chúng thấy được cái gương mẫu người già, để cho bà con người ta noi gương, người ta làm đẹp. Khi triển khai bất kỳ phong trào nào, đảng ủy xã Nhân Nghĩa đều lắng nghe ý kiến của người lớn tuổi, xem đó là hạt nhân tích cực để nhân rộng các phong trào trên địa bàn xóm ấp cũng như địa bàn xã. Từ giải pháp này, 474 đảng viên đang sinh hoạt ở 22 chi bộ đều đăng ký thực hiện những mô hình tiêu biểu. Đáng chú ý là 14 chi bộ ấp đều thực hiện một mô hình thiết thực phù hợp, góp phần vực dậy tiềm năng kinh tế của địa phương và làm đẹp cảnh quan môi trường. Qua 5 năm triển khai thực hiện, có 9 tập thể, 24 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng. Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 4 mô hình kinh tế tập thể, một hợp tác xã nhà y đo và một câu lạc bộ qua kiển, hợp tác xã trồng sầu riêng, một hợp tác xã trồng dâu. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi đúng hướng, từng bước mang lại hiệu quả trong cải tạo vườn tạp, huy động nhân dân tham gia chiến dịch thủy lợi, giao thông, môi trường, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu đi lại và phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Cảnh quan mà đẹp thì quê hương chúng ta mới là rạng rỡ, mới đẹp. Mà không phải cảnh quan không, mà gần gũi với nhân dân. Còn thứ nhất là cảnh quan, thứ hai là chăm lo đời sống cho gia đình, cho là con em học hành và vườn tược. Chúng ta phải gần gũi để là gặp gia đình nông dân, làm ăn, cây trồng, vật nuôi như thế nào cho nó phù hợp với môi trường, với là cuộc sống hiện tại. Địa phương thì nhất là cái hiệu quả nhất là cái công là tác về cái mô hình là công tác là mô hình đó là hợp tác. Từ chỗ đó thì bà con sẽ tạo động lực lên, là liên kết với nhau để tạo nên cái là cái chuỗi để sản xuất, thì coi như là đạt hiệu quả rất cao. Với những việc làm thiết thực, trong đó người cao tuổi tiếp tục được phát huy và nêu gương sáng để góp phần tích cực để cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền ngày càng có sức lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội. Thưa quý khán giả, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 4 ngày, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Thời gian này dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Ngành giao thông vận tải thành phố Cần Thơ sẽ tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm đáp ứng việc di chuyển của người dân được thuận lợi. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố đề nghị các bến xe khách chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sắp xếp điều tiết phương tiện ra vào đón trả khách hợp lý, tránh ùn tắc các phương tiện tại bến bãi, không được tự ý nâng giá cước vận chuyển, kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, nhồi nhét khách, lái xe có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Để chuẩn bị tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại tăng cao, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, hành khách và hàng hóa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải cụ thể, hạn chế tối thiểu ùn tắc giao thông. Ngoài ra, để kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi chạy xe vượt quá tốc độ, dừng đỗ trái phép, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường bố trí cán bộ giám sát trực tuyến để chủ động nắm bắt tình hình. Thưa quý vị, nhằm phục vụ các nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và du khách đến với Cần Thơ trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Công ty Điện lực Cần Thơ đã yêu cầu các điện lực trực thuộc lập phương án đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy, không làm mất điện của khách hàng.
cụ thể phải đảm bảo điện an toàn liên tục trong các ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, từ 0 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến hết 24 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2022, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác. Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các điện lực trực thuộc chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Thường xuyên theo dõi phụ tải trên các đường dây và trạm biến áp 110 kV để báo cáo kịp thời khi có hiện tượng bất thường, phối hợp với phòng điều độ chuyển nguồn điện khi có sự cố xảy ra. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội, rà soát, xây dựng và triển khai các phương án đảm bảo phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện và tổ chức ứng trực sửa chữa điện 24/24 tại đơn vị trong các ngày lễ. Tiếp tục đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Các quận huyện trong thành phố bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em là học sinh ở các trường tiểu học trong thành phố. Học sinh lớp 4 và lớp 5 được tiêm trước tại các điểm tiêm là trường tiểu học trong thành phố. Các em đã qua bước sàng lọc, đảm bảo sức khỏe và đều được đăng ký qua các mẫu biểu tiêm ngừa do trạm y tế phối hợp với nhà trường tổ chức. Trong 2 ngày thực hiện tiêm, đã có gần 2.000 em trong độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi tiêm vaccine Moderna mũi 1. Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, từ ngày 21 tháng 4 đến nay, toàn thành phố có gần 15.000 trẻ em được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào bị phản ứng sốc do tiêm vaccine. Thưa quý vị, lễ động thổ khởi công xây dựng khu trung tâm điều hành khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Phú tổ chức và làm chủ đầu tư đã diễn ra vào sáng nay ngày 26 tháng 4 tại ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Được xây dựng với diện tích hơn 12 hecta, trong đó 50% diện tích xây các khu nhà ở thiết kế theo kiến trúc sang trọng, không gian sống đẳng cấp, những tiện nghi hoàn hảo hiện đại. 50% diện tích còn lại dành để trồng cây xanh, xây dựng đường xá và các hạng mục nhằm hướng đến tiêu chuẩn khu đô thị xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 1.260 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 4 năm 2024, công trình sẽ hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Phú còn đang chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức đấu thầu dự án xây dựng khu văn hóa thể thao, vui chơi, giải trí Hậu Giang có diện tích 43 hectare. Nếu được trúng thầu, phía công ty sẽ tiến hành thực hiện dự án trên. Sau khi hai dự án hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành khu trung tâm hành chính khu công nghiệp Sông Hậu, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lạc nghiệp cho khách hàng trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, 26 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, thí sinh lớp 12 trên cả nước có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi để thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Vâng, thưa quý vị, đây là năm đầu tiên học sinh đăng ký dự thi trực tuyến thay vì trực tiếp bằng phiếu như là mọi năm. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dành khoảng thời gian một tuần để thí sinh có thể tập dượt các thao tác trên hệ thống trước khi thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến chính thức. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 26 tháng 4 đến hết ngày 28 tháng 4, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm lập và cấp cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022 tài khoản và mật khẩu để các học sinh truy cập hệ thống quản lý thi, phục vụ việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sau thời gian đăng ký thử, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại trường phổ thông. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của học sinh. Trường hợp không có căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế. Học sinh dùng tài khoản cá nhân để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh cũng có thể phản hồi các sai sót trong phiếu đăng ký dự thi nếu có trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12 tháng 5, phản hồi về giấy báo dự thi, kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, chương trình mới ở bậc trung học phổ thông sẽ được bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10 và áp dụng cuốn chiếu cho những năm học tiếp theo với lớp 11 và 12. Có rất nhiều điểm mới đáng ghi nhận. Trong đó thì ngoài các môn học bắt buộc chung, còn có các môn học tự chọn.
Và nếu triển khai đúng chủ trương chương trình phổ thông lớp 10 mới thì có đến 108 tổ hợp môn để học sinh lựa chọn. Tuy nhiên hiện nay nhiều trường chỉ có thể đáp ứng được 4-8 tổ hợp môn lựa chọn vì thiếu giáo viên. Quan tâm đến vấn đề này, nhiều bạn đọc cho rằng khi đã cho học sinh được lựa chọn môn học, chuyên đề học tập thì nhà trường phải tổ chức đáp ứng được tất cả các tổ hợp môn. Như vậy học sinh mới có thể chọn được tổ hợp phù hợp với khả năng và sở thích của mình. Đồng thời rất khó nếu học sinh chuyển trường trong quá trình học mà không có tổ hợp tương ứng. Một số bình luận cũng đề xuất nên bắt đầu chuyển đổi chương trình học theo dạng học phần tín chỉ như đại học. Tổ chức lớp linh hoạt theo môn học, chỉ quy định môn học trước, môn học tiên quyết để tiện cho cả nhà trường lẫn học sinh trong việc đăng ký, mở lớp và sắp xếp giáo viên giảng dạy các môn. Các ý kiến cũng cho rằng các trường trung học phổ thông cần công bố cơ cấu lớp với các tổ hợp trước khi học sinh lớp 9 thi tuyển sinh, để các em chủ động lựa chọn trường, ban để học, tránh sự xáo trộn và để học sinh chuẩn bị sẵn sàng khi bước vào chương trình học mới. Liên quan đến việc thiếu giáo viên, các trường cũng đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao quyền tuyển dụng cho các trường trung học phổ thông nhằm bổ sung nhân sự. Riêng đối với các môn nghệ thuật cần có cơ chế để các trường thỉnh giảng, hợp đồng với giảng viên các trường, cao đẳng đại học hoặc các cử nhân các chuyên ngành nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Các trường sẽ bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trong thời hạn 12 tháng. Hiện trên thông tin phần mềm tiêm chủng, mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm vaccine phòng Covid-19, vẫn còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các cơ sở tiêm chủng địa phương phải kết thúc xác thực thông tin tiêm chủng trước ngày 1 tháng 6, gồm chính xác hóa thông tin tiêm chủng của người dân, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Cơ sở khám chữa bệnh dùng căn cước công dân thay thế dần thẻ bảo hiểm y tế, tiến tới chỉ còn một thẻ duy nhất là căn cước công dân và mã định danh. Ngành y tế không sinh ra bất cứ mã nào khác. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, gồm 54 đầu sách giáo khoa. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 mới, trong đó gồm có 23 sách giáo khoa lớp 3 và 41 sách giáo khoa lớp 7. Như vậy, Cần Thơ đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa mới năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các đơn vị rà soát danh mục sách giáo khoa đã đề xuất tại các đơn vị trường học. Nếu sách giáo khoa đã đề xuất không nằm trong danh mục phê duyệt của thành phố, Sở sẽ hướng dẫn nhà trường lựa chọn đề xuất lại. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.